điều gì sẽ xảy ra nếu chúng ta đều hoán đổi công việc? Cùng xem nha. Bác sĩ, xem đi, mạch của em đang giảm dần, em lo quá đi. Cảnh sát, tôi chỉ lau sàn và anh này đã bắn tôi đó. Anh này ư? Chào mừng đến thử thách mới. Hôm nay các bạn sẽ hoán đổi công việc. Chắc vui lắm đây. Cầm lấy, tôi sẽ lên sân khấu. Tuyệt, tôi rất thích. Anh lau hết đi. Tôi sẽ đi ăn donut. Bắt đầu thử thách. Tên cướp không biết điều gì đang chờ mình. Thiên Nga đen, dừng lại. Cảnh cướp qua rồi. Đưa tay lên. Cậu đã bị bắt. Cậu có quyền giữ im lặng và không nói gì. Quay đi, nhảy bài đi vào tù nào. Chuyện gì vừa xảy ra vậy? Đây là vai diễn thú vị nhất của mình. Sẵn sàng làm việc. Phân tích hiện tượng vụ án nào. Ý là hiện trường biểu diễn. Mình bắt đầu cải trang. Đánh má hồng xong. Đây là gì đây? Chắc là son môi. Mã màu hồng. Áo, trúng mắt rồi. Mascara thực sự là kẻ xấu. Giờ đến phấn mắt. Nó thực sự trở nên tuyệt vời. Khởi động nhẹ và căng cơ chuyên nghiệp. Đến lượt của mình. Xin chào khán giả. Đây là màn biểu diễn mà các bạn sẽ không bao giờ quên. Ôi tởm, nó chả phải ba lê. Gì? Tôi biết hết mọi người đó nha. Rồi các người sẽ hối hận. Thật thú vị. Mấy tháng rồi ta? Yêu, có vết dơ ở tháng 5 nè. Cần làm sạch bà mẹ sắp sinh này. Bạn dơ quá đi. Bạn của bác sĩ phải sạch sẽ chứ. Giường thoải mái quá. Mình có thể nghỉ ngơi một chút. Miệng của cậu cần làm sạch. Mảng bám nữa. Giờ răng trắng sáng rồi nha. Kiểm tra sức khỏe đi. Gì? Ai cơ? Ăn hai bánh donut mỗi sáng trước khi đi làm. Gì? Tù nhân đang cố trốn thoát. Biết làm gì rồi. Không ai muốn đến nha sĩ hết. Lối ra đây rồi. À, đừng làm nha sĩ. Thà mình ở tù còn hơn. Cậu phải trả giá cho điều này. Xin hãy thương xót. Không, ôi không, mình sẽ... Nhìn kìa, sao anh ta dám? Không thể chấp nhận được. Phải cho hắn bài học thôi. Tôi vào nha. Vào đi diễn viên múa ơi. Nhanh thôi. Anh à, khách cư xử hơi tệ nha. Gì cơ? Bắt đầu nào, làm theo tôi nha. Vòng tay đưa lên. Đưa thẳng khuỷu tay. Xin lỗi, không cố ý. Lại nào. Xòe tay ra, anh làm được mà. Tốt, giờ di chuyển từ từ. Đau, không đau. Ôi, đau quá đi. Nghi can tiếp theo, vào đi. Bác sĩ, tôi đau răng quá, giúp với. Ok, tôi sẽ xem kỹ cho. Hôm qua lúc bắt đầu nhức răng anh đã ở đâu? Cho tôi biết đi. Ôi không. Dừng lại, chưa xong đâu. Nói a. Mở miệng ra. Không, không thấy đau gì nữa. Tôi thấy ổn rồi bác sĩ ơi, cảm ơn. Cảm ơn nhiều. Trả công tay đây. Tôi phải cứu bệnh nhân khác. Virus, đừng động đậy. Vết cà phê. Dừng lại. Giờ phải dọn dẹp chỗ này rồi.
dịch vụ dọn phòng. Cẩn thận, mở cửa rồi. Cơ hội của mình đây. Áo, tôi đã bảo cẩn thận rồi mà. Sàn nhà ướt, anh phải lau khô đi. Chà mạnh hơn, đừng quên cắt gót. Dừng lại, giơ tay lên. Tốt, cái này dễ hơn lau sàn. Động tác thứ ba của ba Lê là lau phòng tắm. Mình mạnh ghê á, có thể làm mọi thứ. Mình chưa có đối tác nào như vậy hết. Đi nào. Người ghê quá đi. Thôi nào, tôi là diễn viên ballet chính. Tiếp theo, xoay 360 độ đi. Dàn nhạc, đó là gợi ý của bạn. Nghệ thuật sẽ làm sạch mớ hỗn độn này. Mình cần lau sân khấu. Ồ, giai điệu thú vị, mình thích bài này. Gì cơ, vở ba lê bắt đầu. Wow, chào khán giả. Xem động tác của tôi nè. Wow, tuyệt, nhảy hay quá đi. Tuyệt vời. Cảm ơn, tôi tự học trên YouTube. Cảm ơn người hâm mộ. Hẹn gặp lại các bạn sau giờ giải lao nha. Sĩ quan Son có mặt trong vụ án. Sẵn sàng lau dọn. Ừ, vừa quá đi. Tổng lại, đây là một tội ác chống lại cái sạch. Nước bọt ư? Không, tôi không giải quyết chuyện này. Phải làm sao đây? Làm sao bây giờ? Neil, John, dọn dẹp đi. Làm cho nó sạch đi. Đặc biệt là ở đó. Hay lắm. Chú, giày mũi nhọn. Mũ. Trang điểm. Sẵn sàng bước ra. Nhìn đi, sàn ướt. Xoay. Xem bài diễn của mình. Đây là hiện trường vụ án. Không ai được chạm vào thứ gì. Tôi sẽ quay lại. Ồ, lộn xộn quá đi. Nếu nhà mình dơ như vậy chắc mình chết mất. Mà mình sẽ dọn nó, không để lại dấu vết tội phạm gì nữa. Giờ nó sạch và đẹp rồi nè. Mình giỏi ghê á. Gì cơ, manh mối phải giấu phần tay đâu hết rồi. Kế tiếp, dọn sạch phòng này. Lau sàn vị trí thứ 5 và điệu nhảy lau sàn. Cây lau nhà không hợp với cậu, cần uyển chuyển hơn. Mà động tác xoạc chân của mình có thể chạm mọi thứ. Cẩn thận nha. Sạch sẽ là chìa khóa để khỏe mạnh. Ôi được rồi, tay nắm cần được tiệt trùng, không được có vi khuẩn. Tiệt trùng lần nữa đi. Wow, nhiều người quá đi. Và quá nhiều vi khuẩn. Đúng rồi, cần đồ diệt khuẩn to hơn. Thử thách này khó quá đi. Tất cả quay lại công việc của mình nào. Bạn thích các công việc khác nhau này chứ? Bình luận bên dưới và cho chúng mình biết bạn muốn làm gì hơn nha. Đừng quên theo dõi, like video và nhấp vào chuông. Và không để lỡ các video vui nhộn trên Woohoo qua Motion nha.